Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, suốt 69 năm qua, khát vọng hòa bình và tinh thần bất diệt của tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi con người Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức, sự mưu cầu hạnh phúc cho mọi người dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá, ngọn đuốc thiêng soi đường cho dân tộc ta trong mọi thời đại. Vĩnh Phúc vinh dự được nhiều lần đón Bác Hồ về thăm. Kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc điểm lại những lần Bác Hồ về thăm và nói chuyện với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước, người luôn trực tiếp chỉ đạo, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Người đã dành rất nhiều tình cảm cho nhân dân cả nước, trong đó có Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc rất vinh dự, tự hào là tỉnh ở miền Bắc được người về thăm và làm việc nhiều lần. Lần thứ nhất vào ngày 25 tháng 8 năm 1945, trên đường từ chiến khu giải phóng Việt Bắc về thủ đô Hà Nội, Bác Hồ đã về thăm cán bộ đảng viên huyện Đa Phúc. Thời kỳ này, Đa Phúc thuộc tỉnh Phú Yên. Bác đã chỉ dẫn nhiều vấn đề quan trọng đối với cán bộ lãnh đạo huyện khi nhân dân đã nắm được chính quyền. Ngày 12 tháng 2 năm 1956, tức vào đúng sáng mùng 1 Tết Bính Thân, Bác về thăm và chúc Tết nhân dân thôn Yên Định, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên. Đây là địa phương có nhiều thành tích trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ngày 21 tháng 1 năm 1958, Bác Hồ về thăm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đông Anh chống hạn cứu lúa. Thời kỳ này, huyện Đông Anh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 30 tháng 3 năm 1958, Bác về thăm cán bộ và xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp Lai Sơn, xã Cộng Hòa, huyện Tam Dương, nay là thôn Lai Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên. Hợp tác xã Nông nghiệp Lai Sơn tuy mới xây dựng nhưng việc quản lý và điều hành sản xuất tốt nên đã phát huy được tác dụng của cách làm ăn tập thể và là một điển hình tiên tiến trong phong trào hợp tác hóa nông nghiệp toàn miền Bắc. Tại đây, Bác đã tặng huy hiệu cho hai cán bộ địa phương và căn dặn phải đoàn kết để xây dựng hợp tác xã. Đảng viên, đoàn viên phải thật gương mẫu, chí công vô tư. Hợp tác xã phải trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ trong làng, ngoài đồng cho xanh tốt. Đường làng phải rộng phẳng. Mỗi nhà phải có một giếng nước ăn, làm cho nông thôn đổi mới. Ngày 24 tháng 12 năm 1958, Bác về thăm thị xã Phúc Yên, thăm các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc, thăm một đơn vị quân đội đóng tại Thành Trắng. Tiếp đó, người đã đến thăm lớp tập huấn bồi dưỡng chủ nhiệm và kế toán hợp tác xã nông nghiệp. Tại đây, Bác đã nói chuyện thân mật với cán bộ đảng viên. Ngày 25 tháng 1 năm 1961, Bác về thăm hợp tác xã Lạc Trung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường. Đây là hợp tác xã có nhiều thành tích trong phong trào trồng cây, một điển hình tiên tiến của tỉnh và toàn miền Bắc. Tại đây, Bác đã nói, chủ nghĩa xã hội là mọi người cùng ra sức lao động sản xuất để được ăn no, mặc ấm và có nhà ở sạch sẽ. Muốn làm nhà thì phải có gỗ, muốn có gỗ thì phải hăng hái trồng cây. Mọi người cố gắng trồng cây thì trong 5-7 năm nữa, cả làng có đủ cây tốt làm nhà mới. Cũng trong chuyến thăm hợp tác xã Lạc Trung, trên đường trở về, người đã đến chùa Hà Tiên, thị xã Vĩnh Yên để vãn cảnh nghỉ ngơi và dùng bữa cơm trưa. Người căn dặn, nhà chùa nên trồng thêm cây, dưới chân đồi và ven đường thì trồng cây lấy gỗ và bóng mát, đất gần chùa thì trồng cây ăn quả cho tiện việc chăm sóc và giữ gìn. Ngày
ngày 2 tháng 3 năm 1963, Bác về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vì có thành tích chống hạn, bảo đảm sản xuất thắng lợi vụ đông xuân. Trong cuộc meeting lớn tại vườn hoa thị xã Vĩnh Yên, nay là bảo tàng tỉnh, của 16.000 người là cán bộ, đảng viên, nhân dân, đại diện cho Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh chào mừng Bác về thăm. Bác nói, đồng bào ta phải ra sức phấn đấu đánh thắng giặc Hàn, quyết giành vụ đông xuân thắng lợi. Như vậy là góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh hòa bình, thống nhất nước nhà. Bác như hiểu Vĩnh Phúc là vùng đất đầy tiềm năng, ẩn chứa sự phát triển trong tương lai. Bởi thế, Bác căn dặn toàn đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Mỗi đảng viên và mỗi đoàn viên phải chung phong gương mẫu trong mọi công việc, phải ra sức đoàn kết và giúp đỡ bà con cùng tiến bộ, phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Có làm được không? Ngày 16 tháng 7 năm 1963, Bác tới thăm và nói chuyện với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 3, tổ chức tại thị xã Vĩnh Yên. Nói chuyện với đại hội, Bác yêu cầu mỗi đảng viên đều phải gương mẫu, người nào chưa gương mẫu thì cố gắng trở thành gương mẫu cho xứng đáng là đảng viên. Tất cả các đảng viên trong tỉnh đều gương mẫu để làm cho 56 vạn dân trong tỉnh thấm nhuần tinh thần làm chủ, cần kiệm, xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người đã chúc các cô các chú làm được nhiều để làm cho Đảng bộ Vĩnh Phúc trở thành một trong những đảng bộ khá nhất miền Bắc. Đây cũng là lần cuối cùng Bác về thăm tỉnh Vĩnh Phúc. Đã 45 năm, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi xa, nhưng đối với mỗi người dân Vĩnh Phúc, những lời căn dặn của Bác khi về thăm Vĩnh Phúc vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho mọi hành động của nhiều thế hệ mai sau. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng lòng quyết tâm thực hiện lời căn dặn và di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, nỗ lực triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp phồn vinh. Năm 2014, huyện Vĩnh Tường được giao thu trên 115 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, Chi cục thuế Vĩnh Tường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cho các xã thị trấn, đồng thời có văn bản chỉ đạo các phòng ban liên quan, các xã thị trấn phối hợp với cơ quan thuế thực hiện tốt công tác chống thất thu thuế. Chi cục đã rà soát lại các khoản thu, tăng cường kiểm tra thực hiện quy trình quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể, đảm bảo quản lý chặt chẽ, công khai, công bằng và đúng pháp luật. Định kỳ kiểm tra hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại trụ sở cơ quan thuế và tại đơn vị nộp thuế theo đúng quy định. Đến hết tháng 8 năm 2014, thu ngân sách nhà nước của huyện Vĩnh Tường đạt 148,6 tỷ đồng, tăng 29% kế hoạch. Một số lĩnh vực thu đạt khá như thuế môn bài đạt 752 triệu đồng, vượt 20% kế hoạch năm, thuế thu nhập cá nhân 2,9 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch năm, thuế cấp quyền sử dụng đất hơn 67 tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng đạt 20,5 tỷ đồng. Câu lạc bộ cựu chiến binh phát triển kinh tế thị xã Phúc Yên được thành lập đã phát huy được vai trò bản lĩnh của người lính trên mặt trận kinh tế. Đến nay, hội cựu chiến binh thị xã Phúc Yên đã thành lập được 10 câu lạc bộ cựu chiến binh phát triển kinh tế ở các xã phường. Tuy mới thành lập, song các câu lạc bộ cựu chiến binh phát triển kinh tế ở thị xã Phúc Yên đã dần khẳng định vai trò và vị thế trong các phong trào hoạt động của địa phương. Chúng tôi đã tiến hành hoạt động bằng cách tức là tập trung tất cả các hội viên tham quan các mô hình của nhau, sau đó thì tạo những điều kiện rất ổn định cho nhau để cùng tồn tại và phát triển theo các mô hình của từng doanh nghiệp. Tiến tới chúng tôi xây dựng cái mô hình chung cho cựu chiến binh thị xã, tức là mô hình của cựu chiến binh làm kinh tế. Để giúp các hội viên trong câu lạc bộ có kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, Hội cựu chiến binh thị xã đã tổ chức tập huấn về khoa học kỹ thuật, tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm tại các mô hình hiệu quả kinh tế cao. Có nhiều cựu chiến binh vượt khó vươn lên với nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả,
nhiều mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Bùi Thanh Sơn, thôn Cao Quang, xã Cao Minh. Đây là mô hình chăn nuôi lợn theo hướng bán công nghiệp với trên 1.000 lợn thịt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tạo việc làm cho gần 10 lao động địa phương với mức lương từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Không chỉ là nơi tập hợp các hội viên cựu chiến binh trên mặt trận phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, hoạt động của câu lạc bộ đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau của những người lính Cụ Hồ. Qua cái quá trình hoạt động của hội chiến binh thì anh em có sự trao đổi, rút kinh nghiệm làm kinh tế và cũng bổ sung cho nhau, và đôi khi cũng có sự trợ giúp về tài chính. Thế còn cái nhu cầu của hội chúng tôi thì muốn là một số những anh có cái mô hình lớn ấy, thì lên đề nghị là trên có thể là xem xét bên hội cũng như là bên các đoàn thể giúp đỡ về cái tài chính để cho anh em làm cho nó mạnh hơn. Hoạt động của câu lạc bộ cựu chiến binh phát triển kinh tế đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội, là môi trường thuận lợi để mỗi thành viên vươn lên trong cuộc sống, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia công tác xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào phát triển kinh tế của địa phương. Hàng năm cứ vào dịp Tết Trung thu là mặt hàng bánh trung thu lại được sản xuất, bày bán và tiêu thụ với số lượng lớn. Để đảm bảo sản phẩm bánh trung thu an toàn, chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp sai phạm làm ảnh hưởng sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. Những năm gần đây, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất kinh doanh bánh trung thu, xử lý các cơ sở đại lý sản xuất không đảm bảo vệ sinh và chất lượng. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô lớn, lực lượng chức năng đã tập trung thanh tra, kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, kiểm nghiệm sản phẩm, ghi nhãn bao bì sử dụng phụ gia, công bố tiêu chuẩn sản phẩm, nhập khẩu sản phẩm hoặc bán thành phẩm, điều kiện vệ sinh nơi bày bán. Trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên hiện có trên 30 cơ sở sản xuất bánh trung thu, trong đó có gần 10 cơ sở có quy mô lớn luôn đáp ứng đủ các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguồn gốc xuất xứ khi sản xuất bánh trung thu hàng năm. Cơ sở sản xuất bánh kẹo Thanh Dung nằm trên đường Hùng Vương, thành phố Vĩnh Yên là một cơ sở chuyên sản xuất bánh trung thu. Vào thời điểm cao điểm, mỗi ngày cơ sở sản xuất bánh trung thu Thanh Dung bán ra thị trường hàng trăm hộp bánh các loại. Cơ sở sản xuất bánh kẹo Thanh Dung chúng tôi đã đề cao cái về vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Một là cơ sở sản xuất thì có đủ điều kiện giấy, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Hai là nguồn nguyên liệu thì có nhập và có nguồn gốc xuất xứ. Ba là công nhân thì trước khi vào sản xuất thì có giấy khám sức khỏe và được học lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh tổ chức. Bốn là cơ sở có đầy đủ các trang thiết bị để mà sản xuất cho đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất bánh trung thu, thì các cơ sở kinh doanh, buôn bán các loại bánh kẹo phục vụ Tết Trung thu năm nay cũng được Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp kiểm tra để đảm bảo mang lại các sản phẩm bánh kẹo chất lượng nhất cho người tiêu dùng. Nhu cầu người tiêu dùng thì là năm nay hầu như là tập trung vào tất cả các cái sản phẩm, những cái nhãn hàng có thương hiệu trên thị trường, như những nhãn hiệu hàng sản phẩm Hữu Nghị chẳng hạn. Rồi một số sản phẩm của những hàng của công ty, hầu như là những công ty có thương hiệu lớn. Thế còn hàng bánh truyền thống thì hầu như là năm nay là sẽ cung cấp được rất ít ra ngoài thị trường vì nhu cầu khách hàng gần như là không có. Để Tết Trung thu vui vẻ, an toàn cho mọi gia đình, bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng, thì việc mỗi người tiêu dùng chủ động trong việc lựa chọn các sản phẩm bánh Trung thu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là rất cần thiết để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Hòa trong không khí ngày khai trường, mới đây Ủy ban Nhân dân xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã tổ chức lễ khánh thành trường mầm non và trường tiểu học Văn Tiến. Trường mầm non và trường tiểu học Văn Tiến được đầu tư từ nguồn vốn của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tài trợ với tổng nguồn vốn hơn 27 tỷ đồng. Sau thời gian thi công, đến nay các công trình bao gồm nhà lớp học, các phòng chức năng và các công trình phụ trợ đã hoàn thành, đảm bảo cơ sở vật chất cho nhà trường trong năm học mới. Trường Trung cấp nghề số 11 đóng trên địa bàn xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên là cơ sở đào tạo nghề có uy tín và chất lượng, nằm trong hệ thống các trường dạy nghề của Bộ Quốc phòng. Nhà trường đã không ngừng nỗ lực chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhất là đối với đối tượng học viên là bộ đội xuất ngũ và người lao động có nhu cầu học nghề của quân đội và tỉnh Vĩnh Phúc. Qua đó, góp phần cung ứng nguồn lao động có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cũng như nhiều thanh niên khác, sau khi hết nghĩa vụ quân sự trở về địa phương,
Qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tư vấn của đơn vị từng công tác, anh Nguyễn Văn Toàn và anh Nguyễn Văn Sơn đã đến trường trung cấp nghề số 11 Bộ Quốc phòng tìm hiểu, lựa chọn ngành nghề và làm thủ tục nhập học với mong muốn có một nghề ổn định sau khi xuất ngũ để có thêm thu nhập cho bản thân và gia đình. Qua tìm hiểu đơn vị và được chỉ dẫn và tìm hiểu các ngành nghề ở trường trung cấp nghề số 11, vì thế này em được biết ở trường mình đào tạo và dạy nghề rất nhiều ngành nghề, trong đó thì có nghề của em yêu thích, thế em đã nhập học và chọn nghề trung cấp điện dân dụng. Trong quá trình xuất ngũ thì em cũng về địa phương lao động một thời gian, nhưng mà cảm thấy cuộc sống lông bông, không có công ăn việc làm ổn định nên em quyết định đi học nghề. Và khi được giới thiệu, bạn bè giới thiệu vào trường trung nghề số 11 thì được sự quan tâm và của nhà trường, cũng như là khi vào trường thì được các thầy cô tận tình chỉ bảo và dạy chúng em, thì chúng em cũng có thể là vững chắc trong cái nó gọi là tay nghề của mình, thì sau này ra có một công ăn việc làm ổn định đủ nuôi sống bản thân và gia đình. Hiện nay nhà trường tổ chức đào tạo ở 10 ngành nghề khác nhau ở 3 hệ: trung cấp nghề, bổ túc văn hóa và trung cấp nghề, sơ cấp nghề. Đồng thời bồi dưỡng ngoại ngữ, giáo dục định hướng xuất khẩu lao động. Các lĩnh vực đào tạo nghề bao gồm công nghệ ô tô, điện dân dụng, điện công nghiệp, cơ điện nông thôn, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, hàn cắt gọt kim loại, kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, lái xe ô tô các hạng, điều dưỡng, tiện gen, tin học văn phòng, vệ sĩ, học ngoại ngữ và học nghề phục vụ xuất khẩu lao động. Năm học 2014-2015, nhà trường có kế hoạch tuyển sinh 3.600 học viên, trong đó hệ trung cấp nghề 300 học viên, hệ bổ túc văn hóa và trung cấp nghề 100 học viên, hệ sơ cấp nghề 2.800 học viên. Đối tượng học viên là người Vĩnh Phúc chiếm 90%. Thực hiện các chức năng đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ và thanh niên các địa phương, mà đặc biệt là đối với biên phòng thì với các tuyến biên giới, vùng biển, vùng núi, vùng sâu, vùng xa thì các con em dân tộc miền núi về học rất đông. Thế cái đào tạo nghề của trường thì hướng chúng tôi đi là từng bước vững chắc. Cái hiện nay là trường đã khẳng định được mình là hiện đang vững chắc ở cái cấp độ trung cấp, và tới đây là thực hiện cái tự kiểm định nghề, và Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ lên kiểm định nghề vào 15 tháng 9 này, thì chúng tôi đã được chứng nhận là các ngành nghề có chất lượng cao. Thì trong lộ trình là sẽ triển khai lập đề án xây dựng trường, nâng cấp trường lên thành cao đẳng nghề vào năm 2015 đến năm 2020. Để công tác đào tạo nghề phù hợp với đòi hỏi thực tế, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, doanh nghiệp, đơn vị, nhà trường đã từng bước đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp dạy và học song song với đổi mới chương trình giáo trình. Giáo viên trong trường đã tập trung nghiên cứu xây dựng thêm nhiều chương trình đào tạo nghề, thiết kế, chế tạo và đưa vào sử dụng nhiều mô hình học cụ, hệ thống biểu bảng phục vụ giảng dạy. Đối với những ngành học kỹ thuật, nhà trường luôn đảm bảo đủ 70% nội dung thực hành, chú trọng việc liên kết với các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp để học viên có điều kiện trực tiếp thực hành trên máy móc đang vận hành, giảm thiểu việc học chay, học trên mô hình. Bên cạnh đó, nhà trường đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề, lắp đặt và đưa vào sử dụng trang thiết bị dạy nghề của dự án ODA 7, tổng trị giá gần 80 tỷ đồng, với các xưởng cơ khí cơ bản, gia công cắt gọt kim loại tấm, công nghệ ô tô, điện cơ bản, điện lạnh, hàn. Đây là một trong những dự án ODA 7 của Bộ Quốc phòng và Chính phủ Áo, trực thuộc của công ty ở bên Áo là BIMFARM, và họ chuyển giao những cái trang thiết bị dạy và học nghề chất lượng cao sang cho các trường nghề trực thuộc của Bộ Quốc phòng. Và tại mỗi trường thì chương trình sẽ được diễn ra trong 2 tháng. Các giáo viên tại trường thì rất là giỏi, mặc dù cái thời gian đào tạo là chỉ trong 2 tháng thôi, nhưng mà giáo viên tiếp thu rất là nhanh và sẽ đảm bảo được cái hiệu quả rất là cao. Và tại cái trường số 11 này thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái môi trường rất là tốt để cho các em học sinh có thể học tập và đào tạo ở đây. Với lộ trình nâng cấp trường trung cấp nghề số 11 lên cao đẳng nghề vào năm 2015, nhà trường tiếp tục lãnh đạo xây dựng đơn vị chính quy, quy mô hiện đại, nâng cao chất lượng dạy nghề, đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ được giao và nhu cầu đào tạo nghề của xã hội. Có chính sách thu hút học viên, đào tạo nghề gắn với tư vấn giới thiệu việc làm. Đường tỉnh lộ 305 đoạn từ thị trấn Lập Thạch đến ngã tư Quán Tiên, thành phố Vĩnh Yên có
có chiều dài gần 20 km là tuyến giao thông có vai trò quan trọng trong việc giao lưu kinh tế, hàng hóa và các hoạt động giao thông đồng bộ của rất nhiều địa phương. Mặc dù các đơn vị chức năng và địa phương có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, giải tỏa các vi phạm, duy trì việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về an toàn giao thông. Song hiện nay, tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây bức xúc cho người tham gia giao thông vẫn tiếp diễn. Tại một số khu vực như chợ Đình, xã Thiên Lữ, chợ Vàng, xã Hoàng Đan, xóm Gia, xã Hoàng Lâu, cầu Vân Tập, tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường để kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra, nhất là trong những giờ cao điểm. Tình trạng người dân chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán không chỉ gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan mà ảnh hưởng trực tiếp đến việc tham gia giao thông của những người dân. Chính vì vậy, các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần có biện pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Thưa quý vị và các bạn, năm 2014, tỉnh Vĩnh Phúc tập trung khuyến khích người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để tăng thu nhập, góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm. Đài phát thanh truyền hình tỉnh gửi tới bạn xem truyền hình những thông tin cần thiết về hỗ trợ người lao động đi xuất khẩu lao động theo nghị quyết số 37/2011 và nghị quyết số 116/2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Về chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của tỉnh, 1. Đối tượng được hưởng, người lao động có hộ khẩu thường trú từ 6 tháng trở lên và hiện đang sinh sống tại Vĩnh Phúc, có đăng ký và được tuyển đi làm việc, thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật ở nước ngoài theo hợp đồng. 2. Hỗ trợ cho người lao động đi làm việc, thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật ở nước ngoài theo hợp đồng như sau. 2.1. Đối với người là thân nhân người có công, là người dân tộc thiểu số, là lao động thuộc hộ nghèo đi làm việc, đi thực tập kỹ thuật có thời hạn ở nước ngoài. Hỗ trợ học nghề ngắn hạn, 1 triệu đồng một người một khóa học. Trường hợp đã hưởng hỗ trợ học trung cấp nghề, bổ túc văn hóa cộng nghề, cao đẳng nghề, học nghề trình độ sơ cấp, học nghề ngắn hạn, học nghề tại các làng nghề theo nghị quyết số 37/2011 NQ-HĐ-NG thì không hưởng hỗ trợ học nghề tại nội dung này. Hỗ trợ học ngoại ngữ, 3 triệu đồng một người một khóa học. Hỗ trợ học bồi dưỡng kiến thức cần thiết, 530.000 đồng một người một khóa học. Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học thực tế, 15.000 đồng một người một ngày. Hỗ trợ chi phí đi lại, một lượt đi và về cho người lao động từ nơi cư trú đến nơi học. Đối với người lao động thuộc các xã miền núi, 400.000 đồng một lao động. Đối với người lao động thuộc các xã còn lại, 300.000 đồng một lao động. Hỗ trợ chi phí làm thủ tục đối với lao động đi làm việc nước ngoài, gồm hộ chiếu, visa, khám sức khỏe, lý lịch, tư pháp theo mức quy định hiện hành của nhà nước. 2.2. Đối với các đối tượng đi làm việc, thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật ở nước ngoài theo hợp đồng còn lại, bằng 70% mức hỗ trợ thuộc đối tượng điểm 2.1 nêu trên. 2.3. Số lượng và thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Số lượng hồ sơ, 2 bộ. Thành phần hồ sơ theo hướng dẫn tại điểm 1.2 khoản 1 điều 5 quy định số 12/2014 QĐ-UBND ngày 4 tháng 3 năm 2014 gồm đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu, bản sao có chứng thực chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết, bản sao có chứng thực hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đi thực tập sinh kỹ thuật, ký giữa người lao động với doanh nghiệp dịch vụ. Các hóa đơn thanh toán, một bản gốc và một bản sao, chi phí làm các thủ tục, hộ chiếu, visa, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp, học ngoại ngữ, học nghề. Hồ sơ khác, bản sao có chứng thực giấy xác nhận là thân nhân người có công với cách mạng hoặc bản sao có chứng thực giấy khai sinh hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo. Phiếu tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban Nhân dân cấp xã. 3. Hỗ trợ vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. 3.1. Người thuộc hộ hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài, đi thực tập kỹ thuật ở nước ngoài theo hợp đồng, được vay tối đa số tiền bằng tổng chi phí cần thiết mà người lao động phải đóng góp theo quy định ghi trên hợp đồng đối với từng thị trường và hỗ trợ 100% lãi suất vay trong 12 tháng đầu từ Quỹ Giải quyết Việc làm của tỉnh, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. 3.2. Đối tượng đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài, đi thực tập kỹ thuật ở nước ngoài theo hợp đồng còn lại, được vay tối đa số tiền bằng 80% tổng chi phí cần thiết mà người lao động phải đóng góp theo quy định ghi trên hợp đồng đối với từng thị trường và hỗ trợ 30% lãi suất vay trong 12 tháng đầu từ Quỹ Giải quyết Việc làm của tỉnh, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thông tin về thị trường xuất khẩu lao động. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 35 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Đông. Thông tin chi tiết liên hệ theo địa chỉ xolgtbxh.vinhphuc.gov.vn hoặc liên hệ về chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động,
liên hệ cán bộ lao động thương binh và xã hội xã phường thị trấn để được hướng dẫn cụ thể. Về thông tin thị trường xuất khẩu lao động, liên hệ Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Vĩnh Phúc, số 630 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại 02113 565 665. Sàn giao dịch việc làm được tổ chức vào ngày 10 và ngày 25 hàng tháng. Trung tâm Giới thiệu Việc làm Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành thị, cán bộ lao động Phòng Lao động Thương binh và Xã hội xã phường thị trấn để được hướng dẫn.